Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Ngày Quang Hải và các đồng đội tiễn Thái Lan về nước đầy cay đắng. Bước vào lượt đầu cuối bảng B, U22 Việt Nam với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận đấu. Và chỉ cần một điểm hoặc thậm chí để thua không quá một bàn thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, cái cách mà U22 Việt Nam nhập cuộc trước U22 Thái Lan khiến người hâm mộ nước nhà lo lắng khi để thủng lưới hai bàn nhanh chóng sau những sai lầm của hàng thủ. Tuy nhiên, cú đúp của Tiến Linh giúp U22 Việt Nam chia điểm với U22 Thái Lan, qua đó giành vé vào bán kết môn bóng đá nam với ngôi đầu bảng B, gặp U22 Campuchia. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Ở trận đấu cuối vòng bảng tại SEA Games 29, U23 Việt Nam gặp Thái Lan và chỉ cần hòa là đủ giành vé vào bán kết. Nhưng rốt cuộc, lỗi của thủ thành Phí Minh Long lẫn hàng thủ đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Hữu Thắng phải nhận thất bại và bị loại. 3 năm về sau, họ lại gặp nhau một lần nữa trong trận đấu cuối của vòng bảng SEA Games 30. Ở trận đấu mang tính quyết định vé vào bán kết, hai đội Việt Nam và Thái Lan đều tung đội hình tốt nhất. Thời điểm này trên bảng xếp hạng, Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 12 điểm, hiệu số dương 13. Theo sau là Indonesia 9 điểm, hiệu số dương 11 và Thái Lan 9 điểm, hiệu số dương 10. Với tình hình như trên, Việt Nam có nhiều cửa để giành vé đi tiếp so với đối phương khi thắng, hòa hoặc thua cách biệt một bàn là đặt yêu cầu đi tiếp. Và trận đấu đã diễn ra theo kịch bản mà không người Việt Nam nào có thể ngờ tới. Phút thứ 5, Đoàn Văn Hậu chuyền bóng về, thủ môn Văn Toản có thể xử lý tốt hơn nhưng lại lúng túng đá bóng lên đúng ngay Subachai để cầu thủ này dễ dàng mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Trong lúc Bùi Tiến Dũng, người hùng Thường Châu hơn một năm về trước, gây tiếc nuối vì sa sút phong độ khó cứu vãn thì Văn Toản là lựa chọn không thể khác với chiến lược gia người Hàn Quốc, dù anh cũng thực sự mang đến một nỗi ám ảnh tương tự như bàn thua ở trận thắng Lào 6-1. Nhưng cú sốc của U22 Việt Nam trong trận chiến với Thái Lan chưa dừng lại ở đó. 6 phút sau, điều điên rồ khác tiếp tục đến. Lần này, lỗi không hoàn toàn ở Văn Toản, nhưng chính anh cùng hàng thủ mang đến bàn thắng thứ hai cho đội bóng của huấn luyện viên Akira Nishino. Suphanat cho thấy sự mau lẹ khôn ngoan bao nhiêu, thì phía ngược lại, U22 Việt Nam mang đến nỗi hoang mang cực độ. Còn gì tồi tệ hơn khi trong vòng 11 phút, lưới U22 Việt Nam đã rung lên 2 lần, mà lỗi đều xuất phát ở những chàng trai của chúng ta. Trong thế ấy, nghĩa là sau 4 chiến thắng liên tiếp, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể bị đá bay khỏi SEA Games bởi thất bại trước Thái Lan, kình địch lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng thật may, sắc đỏ rốt cuộc cũng đã tránh được bi kịch ấy. Sau hai cú sốc liên tiếp, phút 15, tinh thần phần nào được vực dậy trở lại với pha rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Tiến Linh sau quả tạt bóng của Thanh Thịnh bên cánh trái. Rõ ràng, U22 Việt Nam đã tự làm khó mình để rồi từng bước gỡ gạc lại thế trận trên sân. Sau bàn rút ngắn giải tỏa cùng với quyết định thay người của huấn luyện viên Park Hang-seo, Tung Đức Chinh vào sân thay Tấn Tài ở phút 18. Cầu thủ của chúng ta dần chơi có đường nét hơn, nhưng đấu với Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng, cho dù đội hình dự SEA Games 22 lần này của họ được đánh giá không lợi hại.
Việt Nam đang chơi thận trọng bên phần sân nhà trước sức ép liên tục của U22 Thái Lan. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đang đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Khoảng thời gian này, U22 Việt Nam đã tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Rất tiếc là những Hoàng Đức, Tiến Linh vẫn chưa thể có lần thứ hai xuyên thủng được mảnh lưới của U22 Thái Lan. Trong cả thời gian còn lại của hiệp 1 cũng như sau giờ giải lao, U22 Việt Nam vẫn mãi miết tìm bàn gỡ mà chưa thành. Phải đợi đến phút 68 khi Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm trong một nỗ lực tấn công, trọng tài cho U22 Việt Nam được hưởng quả 11m. Nhưng niềm vui cũng chưa thể đến ở cơ hội 10-10 này, phải nói ông trời như đang thử thách tinh thần của người Việt. Với sứ mệnh từ chấm 11m, Tấn Sinh đã bóng quá hiền vào đúng tầm thủ môn U22 Thái Lan. Thật đáng tiếc, nhưng cơ hội còn đó, trọng tài chính trao đổi với trợ lý trọng tài, U22 Việt Nam được thực hiện lại quả phạt đền do người gác đền bên phía vòi chiến di chuyển trước khi Tấn Sinh thực hiện đá phạt. Ở vận may lần 2 có được, nhiệm vụ được trao cho Tiến Linh và anh đã hoàn thành xuất sắc, gỡ hòa hai đều cho U22 Việt Nam. Đó cũng là bàn thứ hai của tiền đạo BKMS Bình Dương trong trận đấu này. Có thể nói, trong ngày Tiến Linh làm người hùng đã xua đi nỗi ám ảnh thủ môn ở các kỳ SEA Games của bóng đá Việt Nam. Bàn thua khiến tinh thần của U22 Thái Lan đi xuống, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino thi đấu rời rạc và không tạo ra thêm cơ hội nào nguy hiểm. Long fights, it felt right, we were alive.
We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2 đều. Kết quả này là đủ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành ngôi nhất bảng B, đồng thời buộc Thái Lan cay đắng xếp hành lý về nước ngay từ vòng bảng. Vừa rồi là những hình ảnh trong ngày các tuyển thủ Việt Nam tiễn Thái Lan về nước sớm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.